Hiện nay, bội nhiễm do vi khuẩn tụ cầu là nhóm bệnh được ghi nhận nhiều nhất tại phòng khám da liễu của Bệnh viện Nhi Đồng 2. Bên cạnh đó, những trẻ mắc bệnh mãn tính về da như viêm da cơ địa, chàm sữa cũng bị tái đi tái lại, bùng phát đợt cấp tính nhiều hơn trong thời tiết nắng nóng. Thường thì mình làm việc ở đây thì theo thống kê là trong giờ từ thứ 2 đến thứ 6 là chuyên khoa da ngồi ở phòng khám da thì gặp khoảng 100 bệnh. Tỷ lệ can thiệp, xử trí giữa bác sĩ da và bác sĩ ngoại thì có, tình trạng nhập viện thì không. Tức là do những cái áp xe đó thì mình có thể bên ngoại hỗ trợ thoát mũ. Các cháu thường gặp cái rôm sảy này các cháu là khoảng 1 tuổi rưỡi cho đến 5 tuổi. Theo các bác sĩ, thời tiết năm nay quá khắc nghiệt với nhiệt độ nắng nóng lên tới đỉnh điểm. Điều này là yếu tố thúc đẩy các bệnh lý ngoài da khởi phát và diễn tiến phức tạp hơn bình thường. Nếu không được can thiệp kịp thời, trẻ sẽ bứt rứt, bỏ bú, bỏ ăn, rối loạn giấc ngủ dẫn tới ảnh hưởng quá trình tăng trưởng và thể trạng. Trường hợp những đứa trẻ mà nó rôm sảy nó bị lặp đi lặp lại do quá trình không xử trí đúng hoặc là có thể sử dụng thuốc không đúng thì có một số cháu vô đây nó bị mấy cái áp xe, mấy cái áp xe nhiễm trùng nó tạo mấy cái áp xe do tụ cầu thì trên da các cháu có những cái ổ mủ thường vị trí ở trên đầu, trán, quanh cổ, trước ngực và ở sau lưng phần trên. Ở nhà thường là hay bẻ cây lá tắm nhưng mà không phải trường hợp nào cũng đúng. Trường hợp lá cây nào cũng có thể hỗ trợ giúp đỡ được cho các cháu, cho nên có một số trường hợp là tắm cây lá hoặc là bôi thuốc dân gian, bôi thuốc corticoid đó thì có những trường hợp hết, nhưng mà có những trường hợp mà nó đã bị bội nhiễm hoặc nó lan rộng hay nó bị tái đi tái lại nhiều trong mùa này thì làm da cho các làn da các cháu nó bị tình trạng viêm nặng hơn đó, cho nên là vô đây thì các bác sĩ cũng điều chỉnh lại cái hành vi mà để mà chăm sóc sức khỏe ban đầu cho gia đình, hỗ trợ cho gia đình để mà chăm sóc về lâu dài hơn cho các cháu là nó ổn định hơn chứ không được tự ý. Điển hình là trường hợp của bé trai 4 tháng tuổi, ngụ tại tỉnh Bình Dương. Sau khi thăm khám, bác sĩ phát hiện trên đầu, tai, cổ, trước ngực của bé có nhiều ổ mủ nằm rải rác. Đây chính là tình trạng áp xe do vi khuẩn tụ cầu gây ra. Tụ cầu tồn tại ở môi trường xung quanh, có thể bám sẵn trên bề mặt da. Khi cơ thể có vết thương hở, vi khuẩn này sẽ xâm nhập gây bội nhiễm, áp xe. Trời nắng nóng, các bé sẽ ra mồ hôi nhiều. Nếu cha mẹ không cho trẻ mặc đồ thoáng mát, vệ sinh cơ thể sạch sẽ, thì dễ sinh ngứa ngáy. Khi đó, bé cào gãi làm trầy xước da. Đó chính là yếu tố thuận lợi cho vi khuẩn tụ cầu xâm nhập vào vết thương trên da. Bệnh ngoài da tuy không nguy hiểm tính mạng nhưng kéo dài, tái đi tái lại, diễn tiến nhiễm trùng sẽ ảnh hưởng chất lượng sống, tác động xấu tới thể trạng và sự tăng trưởng của trẻ nhỏ. Các bác sĩ cũng khuyến cáo phụ huynh không nên chủ quan tắm nước lá để tự chữa bệnh ngoài da cho trẻ. Khi thấy dấu hiệu bất thường, cha mẹ cần đưa con đi khám chuyên khoa để được chẩn đoán và xử trí kịp thời, tránh bệnh biến chứng nguy hiểm.